huấn luyện viên Trussi chốt danh sách U23 Việt Nam, Công Phương góp mặt. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, trong giai đoạn tập huấn đầu tiên, huấn luyện viên Philip Trussi tập trung chủ yếu vào công tác rà soát, đánh giá phong độ cũng như khả năng hòa nhập của các cầu thủ được triệu tập. Lực lượng của U23 Việt Nam sẽ có sự biến động sau khi V-League kết thúc và U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hoàn thành thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan trở về. Khi đó, những cầu thủ tốt nhất của U23 Việt Nam sẽ được bổ sung cho đội hình tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Theo kế hoạch, bảng C vòng loại giải U23 châu Á năm 2024 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 12 tháng 9 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ, với sự tham gia của 4 đội bóng: U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn một đội xếp thứ nhất và cạnh tranh một trong 4 vị trí thứ nhì tại 10 bảng còn lại có thành tích tốt nhất góp mặt tại vòng chung kết cùng với chủ nhà U23 Qatar. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Guam ngày 6 tháng 9, gặp U23 Yemen vào ngày 9 tháng 9 và gặp U23 Singapore vào ngày 12 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.